Hàng gửi bán nha bạn nhé. Đây là cây mộc hương ta có cái thoát thân là 50 cm và vanh là 53 cm ạ. Tổng chiều cao của cây là 3,5 m nhé bạn nhé. Đây là cây mộc hương ta. Ông chủ của cây mộc này thì chỉ bán cái cây này với giá thu về là 105 triệu. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cái cây mộc hương ta này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Giá mà thấp hơn 105 triệu thì sẽ không bán nhé bạn nhé. Cây cũng tán cũng rất là đẹp. Cái vanh của nó khá là to đấy ạ, 53 cm.